Hello, xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã quay trở lại bản tin của kênh Full Game Mobile. Lời nói đầu tiên em xin chúc tất cả mọi người có nhiều sức khỏe, nhiều thành công và vạn sự như ý. Ngày hôm nay chúng ta đọc được một cái dòng tâm trạng tâm thư của chị Lan nhà ta. Hình như là chị này vẫn còn ấm ức các anh chị ha, và không thấy được cái tác hại của mình khi cái nhận thức về pháp luật rất là kém các anh chị, rất là kém, mà cứ cho mình là người người đúng. Trong cái câu chuyện mà chị ta bảo rằng ra bị thẩm phán ngắt lời không cho chị ta nói ha, và quát nạt chị ta như thế nào, thì tôi cũng nói với các anh chị và các bạn, cái phiên tòa ngày 4 tháng 4 2024 á, nó đã diễn ra rồi ha, và tạm coi đó là phiên tòa thành công tốt đẹp cho cái việc kháng cáo của bốn người cộng sự của chị Hằng và một người khách mời ha, ba người cộng sự một khách mời là bốn người. Toàn bộ những cái người kháng cáo đều được giảm án, riêng trường hợp của chị Hằng không có kháng cáo nhưng vẫn được xem xét liên đới giảm án ha, vì có những cái tình tiết mới, mà tình tiết này là tình tiết giảm nhẹ. Đó là sự việc mà chị Hằng đã khắc phục toàn bộ cái số tiền phải đền bù cho hai người, đó là chị Ni và chị Lan. Đó là tình tiết mới, và chính tình tiết mới như thế này thì bên hội đồng xét xử đã giảm nhẹ cho chị Hằng 3 tháng, và coi như là bản án đã khép lại với mức án của chị Hằng là 33 tháng tù nha. Ok, nhưng cái điều đáng nói ở đây á, là chị Lan vẫn chưa nhận thức được nha cái sự việc mà mình sai phạm tại cái phiên tòa phúc thẩm như thế nào, mà chị vẫn tiếp tục tấn công vào những người thẩm phán ha. Thì tôi nghĩ rằng đây là một trong những vấn đề mà chúng ta cần phải lên án mạnh mẽ những hành động như thế này. Ai ai đó ha, sau khi rời khỏi tòa mà có cái tâm trạng như vậy thì làm cho đất nước loạn mất các anh chị, loạn mất. Ngày hôm nay thì chúng ta đọc một cái tâm thư về cái diễn biến tại phiên tòa các anh chị nha, mà cũng rất là rõ ràng các anh chị, rõ ràng rành mạch, thì không phải có thể coi đây là một cái màn mà giặt áo cho người ta xem lưng hay là không, thấy anh chị, một cái màn giặt áo cho người ta xem lưng hay là không thì chúng ta đọc nha. Trên cái tam giác cộng đồng đó thì chị này chỉ dịch ha, dịch ra từng chữ từng chữ từng chữ trong cái phiên tòa phúc thẩm nha. Sau cái ngày này thì ngày 19 tháng 4 này thì chị có quyền khiếu kiện khiếu nại lên tam giác phúc thẩm ha, để thử xem coi có ai mở cái phiên tòa ra để xét xử không, được bao lâu. Ok, chị ghi trên cái tay đáp hợp đồng của chị ghi là lời đối đáp của Đinh Lan với thẩm phán chủ tọa Phan Đức Phương và thẩm phán Quỳnh Thanh Duyên ngày 4 tháng 4 2024, phiên xét xử phúc thẩm buổi sáng hỏi và trả lời. Ủa, buổi sáng hỏi và trả lời hả ta? Thẩm phán Quỳnh Thanh Duyên hỏi: mời bà Lan đứng lên, mời bà Lan, bà bình tĩnh trả lời câu hỏi của hội đồng xét xử đây. Đấy, bà nghe rõ ràng không? Mời bà Lan đứng lên, bà Lan bình tĩnh trả lời câu hỏi của hội đồng xét xử chứ không phải là của tôi, đúng chưa? Không có xưng tôi trong này, chỉ xưng là hội đồng xét xử, thấy không? Thứ nhất, bà Lan kháng toàn bộ bản án hình sự sơ thẩm, toàn bộ bản án hình sự sơ thẩm rất nhiều bị cáo, rất là nhiều đương sự. Tôi ngắt lời định nói tôi không kháng toàn bộ bản án liên quan đến tôi, thì thẩm phán Duyên quát tôi: bà dừng lại, bà im ngay. Đúng, không sai. Hội đồng xét xử đang hỏi thì chúng ta phải trả lời, chứ chúng ta không được ngắt lời. Chúng ta lấy cái quyền gì chúng ta ngắt lời? Các bạn thấy rõ ràng đây là cái sai, cái sai mà cũng đưa lên trên mạng cho người ta biết mình sai như thế nào ha. Ấm bức cho mình sai mình phải chỉ trích, phải chịu thôi nha. Sau đó bà Duyên giọng nói tiếp cụ thể thế nào: thứ nhất, xác định tư cách đương sự của bà không đúng phải gì không? Vấn đề thứ hai là bỏ lọt tội phạm, cụ thể bỏ lọt tội phạm gì? Người bà nói: tôi Đinh Thị Lan trả lời, tôi hồi nãy có trình bày với chủ tọa trước rồi, tôi cũng không có ác cảm gì với cô cả. Khi bỏ lọt nhiều tội phạm, nhiều hành vi vi phạm pháp luật. Bà Duyên chen ngang hỏi: tội phạm là tội phạm gì? Tức là người ta đang hỏi mà chị ta lại trả lời qua cái vấn đề khác,
Các anh chị hiểu không? Người ta đang hỏi về cái vấn đề bỏ lọt tội phạm gì thì mình nói tội phạm đó là ai, tên gì, người nào, tội gì. Đó người ta đang hỏi thì mình tự nhiên cái mình nói lơi khơi qua bên 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 phía bên chủ tọa thì là sao? Nha. Chị Duyên chen ngang hỏi tội phạm là tội phạm gì, tức là người ta hỏi ngược lại cái câu hỏi người ta đang hỏi là bỏ lọt tội phạm gì thì cái bà này bà không trả lời được nha, bà Lan không trả lời không là được. À, tôi trả lời tôi đã có đầy đủ chứng minh đó, lại nói lòng vòng, lại nói lòng vòng tội phạm gì đúng không, ví dụ như bỏ lọt tội phạm là tội phạm gì, ví dụ như tội phạm xúc phạm danh dự hay là tội phạm 331 hay là tội phạm vu khống hay là cái tội tội phạm mà phỉ báng, với tôi ví dụ vậy. Người ta đang hỏi ví dụ tội phạm gì thì bà tự nhiên bà chen ngang bà nói cái này cái kia đó. À, cũng cái cảm ơn chị Lan nha ha, nhờ chị mà ghi đầy đủ như vậy thì tôi mới dễ dàng phản biện lại cho và nói cho mọi người biết rằng cái quy trình hỏi và trả lời nó khác khác với cái sự việc á, mà tranh luận. Nghe các anh chị, buổi chiều mới tranh luận, buổi sáng ta hỏi và trả lời thôi, mà người ta hỏi thì không trả lời, trả lời lơi khơi qua những cái sự việc khác ha. Đó, người ta hỏi bỏ lọt tội phạm là tội phạm nó phạm gì thì không trả lời ha. Tôi hỏi tiếp, bà Phương Hằng đã dùng tiền của mình để thuê những YouTuber tấn công tôi và làm nhục tôi suốt 3 năm qua, những YouTuber đó có đầy đủ bằng chứng? Tự nhiên ta hỏi bỏ lọt tội phạm gì cái tự nhiên cái nói lơi khơi à. Ok, bà Duyên hỏi tiếp, những vấn đề này bà có làm đơn tố giác họ tại cơ quan điều tra chưa? Tôi trả lời, dạ tôi làm 55 bộ đơn. Bà Duyên hỏi tiếp, cơ quan điều tra trả lời bà như thế nào? Họ không trả lời. Bà Duyên nói tiếp, nếu không trả lời ở đây thì chỉ xử bà Phương Hằng ở một tội danh khác, không như ý của bà, cho nên các vấn đề bà nêu trên là bà có thể tiếp tục gửi đơn tố giác, đơn tố cáo đến. Nếu có hành vi như vậy thì cơ quan điều tra sẽ có trách nhiệm tiếp tục làm rõ vì tố cáo của bà, chứ không phải vì bức xúc gì đó mà bà trình bày. À, lấn áp cả câu hỏi của hội đồng xét xử. Rồi, bà ngồi xuống đi. Đó, người ta kêu ngồi xuống, tức là người ta không hỏi nữa. Tôi nói tiếp, dạ, cô hỏi, cô cũng phải nghe tôi trả lời chứ. Bà Duyên chặn ngang không cho tôi nói, và bà Duyên nói tiếp, cái phần hội đồng xét xử đã hỏi xong, chưa đến lúc phần tranh luận tại phiên tòa. Đúng, cái phần người ta hỏi thì trả lời, không hỏi thì thôi, không yêu cầu gì nữa. Tức là bên hội đồng xét xử người ta sẽ hỏi và bên phía chị Lan phải trả lời, chứ chị Lan cũng không không có quyền làm cái gì cả các anh chị, tại vì sao, mình là người có quyền lợi bao nhiêu liên quan đúng không, quên mất cái chắc chỗ này quá. Ok, dạ cô hỏi cô cũng phải nghe tôi trả lời chứ. Đâu cần, người ta chỉ cần hỏi bà ba vấn đề mà bà bảo phải chứng minh được trong phần tranh luận tới thôi, chứ có gì đâu đúng không. Bà Duyên chặn ngang không cho tôi nói, bà Duyên nói tiếp, cái phần hội đồng xét xử hỏi xong chưa đến phải phần tranh luận đó, thấy không, để tôi nói hay không. Tôi trả lời, dạ cảm ơn cô. Bà Duyên đốt chắp lại ngay, dạ thưa hội đồng xét xử chứ không có cô gì ở đây, hội đồng xét xử ở đây với tư cách là hội đồng xét xử, cách xưng hô bà phải điều chỉnh đó. Để tôi nói các anh chị á, cái vấn đề về pháp đình, dân quân bất kỵ thân, tự nhiên xưng hô cô dì chú cậu ở đây, lỡ mai á, những cái thành phần phản động nó bảo rằng cái cô Duyên này là cô ruột của chị Lan thì các bạn thấy hỏng không, hỏng cả phiên tòa không đúng không, nó cắt nó ghép, nó nghe bà Lan xưng xưng cô gì với bên hội đồng xét xử thì nó cắt cái đoạn nó ra, nó nói rằng á, là cái cô Duyên này nè là cô ruột hay là cô bà con hay là cô họ vân vân là vân vân, nói chung là người quen với bà Lan này, thì các bạn thấy hỏng cả phiên tòa không, ai mà sắp xếp hai cái người quen với nhau mà xử trong một cái vụ án các chị, đó là vi phạm về 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 quy tắc xét xử, tôi nghĩ là như vậy đó. Đó, người ta nói như vậy là đúng chứ không có sai, nhưng mà cái bà Lan này thì bà không chịu cái gì, bà không chịu. Và cái phần thứ hai bà không chịu nữa là cái gì, thẩm phán chủ tọa phiên tòa Đức Phương hỏi bà Lan trình bày phần tranh luận trước hay để được sư, tôi trả lời tôi không đồng ý với lập luận của thẩm phán Quỳnh Thanh Viên, tại vì trong vụ án hình sự này tòa sơ thẩm đã chưa rõ làm rõ trong bút lục 32 trong phản ánh liên quan đến tôi, chứ tôi không liên quan gì đến toàn bộ bản án đó. Người ta đi về thẩm phán hỏi, bà không trả lời mà bà nói
bà nói qua cái vấn đề gì không à. Người ta hỏi bà trình bày trước hay để luật sư trước thì bà chỉ cần trả lời là tôi trình bày trước hoặc là luật sư trình bày trước là xong đó. Đó, tôi nhắc lại ngay từ đầu khi bước vào phiên tòa này, tôi kháng toàn bộ bản án liên quan đến tôi vì trong đó có 20 dòng duy nhất nội dung liên quan đến tôi thôi, chứ toàn bộ 67 trang liên quan đến tôi chỉ có 20 dòng, trong đó nội dung tôi chưa từng cung cấp cho công an Bình Dương. Điều thứ hai, trong đó họ chưa điều tra cái đơn tố cáo ngày 16 tháng 8 2021, toàn bộ bản án đó toàn bộ những chứng cứ đó Nguyễn Phương Hằng đã dùng thủ đoạn đê hèn để đưa tôi vào trong tù, và trong vụ án tôi chủ mưu cho Mai Xuân Cường bắt cóc bé bằng ngủ của bị cáo Nguyễn Phương Hằng. Cái vấn đề Mai Xuân Cường này không liên quan gì đến cái phiên tòa ngày hôm nay. Do đó cái sự việc mà chị Lan chỉ nói như vậy đó mà chủ tọa không ngắt ngang là người ta lịch sự rồi đó ha. Cho nên phiên tòa sơ thẩm đã không cho tôi tham gia phiên tòa. Nếu tôi có tham gia phiên tòa chắc chắn 100% vụ án này sẽ bị đình chỉ lại. Thẩm phán chủ tọa Phan Đức Phương ngắt lời tôi và nói: này bà Lan, hội đồng xét xử nói rõ phần tranh luận thế này, đại diện viện kiểm sát cho rằng không chấp nhận kháng cáo của bà. Đến bây giờ đến phần tranh luận, bà nêu vấn đề nào và căn cứ vào pháp lý từng vấn đề một. Tôi trả lời: dạ rồi. Khi viện kiểm sát nói là tôi không đồng ý, phần tôi nói là tôi là người bị hại, tôi chỉ là người có quyền lợi bản vụ liên quan, thì tôi chứng minh tôi là người bị hại. Nhưng viện kiểm sát không chứng minh được tôi chỉ là người có quyền lợi bản vụ liên quan. Những cái câu văn này á, là từ cái lời nói của chị Lan, do đó tôi rất là khó đọc, nghe các anh chị rất là khó đọc, các anh chị thông cảm nha. Bên thẩm phán hỏi á, ha, viện kiểm sát không chấp nhận kháng cáo, bây giờ cái phần tranh luận á thì nêu vấn đề căn cứ vào đâu để mà người ta bể mà bên viện kiểm sát người ta phải chấp nhận mình là cái người bị hại, đúng không các anh chị? Thì chị Lan chị không chứng minh được, tức là phải đưa ra một cái gì đó để chứng tỏ rằng mình là người bị hại chứ không phải là mình là người đều liên quan. Nhưng chị này nó lại nói lòng vòng thì tôi chứng minh là người bị hại, nhưng viện kiểm sát không chứng minh được tôi chỉ là người quyền lợi liên quan. Bằng chứng tôi chứng minh được toàn bộ hồ sơ của Nguyễn Phương Hằng đã dùng thủ đoạn đê hèn đối với tôi có đầy đủ ở đây, nhưng vì phiên tòa sơ thẩm vì không cho tôi tham gia phiên tòa nên bỏ lọt một số tội danh là vu khống tôi. Còn điều 331 là phát ngôn là lời nói, trong lời nói có vi phạm vu khống và làm nhục cho nên họ có quyền khởi tố tội danh 331. Đúng, tôi không có phản ứng về phiên tòa nên cái phiên tòa này ngày hôm nay tôi lần đầu tiên được tiếp cận với phiên tòa thì tôi kịch liệt phản đối nếu phiên tòa này sẽ y án sơ thẩm với việc mà viện kiểm sát đề xuất ra. Với lại Nguyễn Phương Hằng, phiên tòa sơ thẩm đã rất phản cảm, gây một làn sóng phẫn nộ. Lúc hồi nãy tôi đang ăn trưa với hai luật sư, tôi xích bị đánh trước cổng phiên tòa nên thẩm phán chen ngang đề nghị bà tập trung đến vấn đề tranh luận chứ không đến vấn đề khác. Đúng rồi đó, người ta hỏi chứng minh cái vấn đề bị hại của mình thì lại nói lan ra ngoài tới cái sự việc mà ăn cơm ăn nước gì đây nữa. Tôi trả lời: tôi đang nói về thái độ của Nguyễn Phương Hằng gây ra cho tôi chưa được xét xử mà ngày hôm nay lại tiếp tục như vậy nữa. Đó, nó lan ra ngoài nữa rồi đó. Bữa nay phiên tòa xét xử Nguyễn Phương Hằng vẫn đang là một phạm nhân chứ không phải là buổi biểu diễn thời trang, mà sáng một bộ chiều bộ thế này cũng lại nói ra ngoài nữa. Các bạn thấy không? Tập trung vào vấn đề người ta hỏi mình tranh luận ha, mình tranh luận để mình giành cái quyền của mình về. Chị này không nói mà chị này nói lơi khơi, sân si chị Hằng quá độ các chị. Sân si quá độ. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là phiên tòa sơ thẩm Nguyễn Phương Hằng mượn một nữ áp giải để làm buổi biểu diễn thời trang như thế này. Tôi đưa hình Nguyễn Phương Hằng chụp hai kiểu ảnh với nữ công an đặt tên tay Nguyễn Phương Hằng và hình Nguyễn Phương Hằng chụp riêng với một mình đeo từ hiệu túi xách màu xanh
đưa ra ngoài phiên tòa, các YouTuber đăng bài, thẩm phán chen ngang, đề nghị bà Lan tập trung vào vấn đề kháng cáo. Ngoài vấn đề kháng cáo, hội đồng xét xử không xem xét. Đó, tức là cái kháng cáo của bà này á, người ta không xem xét cái gì thì bà phải nói cái đó. Không lẽ cái sự việc á, bà kháng cáo á, là cái việc chị Hằng mang túi xách màu xanh bà không chịu? Tôi trả lời dạ, tôi đang nói về thái độ Nguyễn Phương Hằng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi ích của tôi. Cho nên đó là sự thật bất công với tôi và những người khác. Vì pháp luật Việt Nam quy định toàn bộ người dân sống trong lãnh thổ Việt Nam chứ không phải tập trung những người khác. Còn đối với Nguyễn Phương Hằng, bất chấp luật pháp, vì vụ án của tôi chưa được điều tra xét xử, thì hôm nay hội đồng xét xử không xem xét nên không có trong bản án. Nội dung này có trong bản án nha cô, nha hội đồng xét xử. Đó, xưng cô nữa rồi. Bỏ tài. Thẩm phán rất là nhiều lần chen ngang cái sự việc mà chị Lan chỉ trình bày. Tại vì sao? Tại vì trong cái phần tranh luận chị đã nói leo ra ngoài. Ha, chị đã nói leo ra ngoài mà chị không có cảm nhận được cái điều này. Và chị nói giống như cái người không có biết về luật pháp. Ha. Bây giờ thì cái nội dung chị này đã ghi ha, rất là rõ ràng và rành mạch. Ha, các bạn có thể là vào trên các cộng đồng của chị Lan các bạn đọc lời. Nhưng mà tôi nói các anh chị á, rõ ràng là chị này chỉ cảm thấy ấm ức, chỉ sai mà chỉ ấm ức nữa thì chuyển qua cái đó là cố chấp ha. Mà cái từ cố chấp đó đi lại xúc phạm đến cái sự việc những cái người thẩm phán xét hỏi mình, đó là đi làm pháp luật. Và mọi người bảo rằng là sau cái ngày 20 tháng 4 năm 2024 sẽ có biến, thì chúng ta được chờ đợi biến này như thế nào. Ok, rất cảm ơn mọi người đã đến với buổi phân tích ngày. Nói chung là tại phiên tòa phúc thẩm ngày 4 tháng 4 năm 2024, chị Lan đã không trình bày được những vấn đề mà mình kháng cáo kháng án tại cái phiên tòa sơ thẩm, nên là mà chị chỉ nói lời về cái thái độ của chị Hằng thôi. Và thái độ của chị Hằng là không có phải là cái nội dung kháng cáo của mình, do đó chị bị quát nạt hay là bị chen ngắt ngang. Đó là vấn đề người ta không có muốn ha, không có muốn làm mất thời gian của phiên tòa ha. Và điều này cũng là hợp lý thôi. Các bạn cảm thấy như thế nào về những cái lần mà chị Lan chỉ lên trên mạng mà chỉ xúc phạm thẩm phán như vậy mà chị không nhận được cái sai của mình? Xin vui lòng để lại bình luận video này. Một lần xin cảm ơn và tạm chào cả nhà. Cả nhà nhớ bấm like, subscribe mọi em cả nhà nhé. Cảm ơn.